Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt bên dòng sông Mekong, một cái con sông bắt nguồn từ Trung Quốc và chảy qua xuyên suốt đất nước Lào. Phía sau lưng của Bùi Hồ đây là cái nơi người ta được gọi là 4.000 hòn đảo. Khi mà nước lên á thì cái con sông này nó dâng lên và lúc đó thì nó sẽ chia cắt các phần đất liền ở bên kia, gọi là 4.000 hòn đảo ngay tại tỉnh Chăm Ba Sắc của đất nước Lào. Và nơi đây có một điều khá là đặc biệt mà trên đường anh em đi về đền Quạt Phu á gặp, đó là một cái bức tượng cặp mé đường nhưng mà ngồi dưới một cái cây khá là linh thiêng. Và để tìm hiểu rõ thêm về điều đó cũng như là những cái thông tin mới lạ tại nơi này thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ cũng như là em nhân chứng trải nghiệm khám phá đất nước Lào cũng như là một cái vùng đất Phật giáo khá là linh thiêng. Và bây giờ mình đi khám. Mấy anh em cũng thổ chiên bắt gặp được cảnh của một cô Phật tử đem phóng sanh hai chú chim. Mình ở thằng đây cho ơi. Ở này đi đến đây. Ừ, sao, sao. Hoan hỷ. Bắt gặp được cái cảnh này. Một cô Phật tử mua hai chú chim, cứu hai chú chim và phóng sanh. Phải đẹp. Và theo như những gì mấy anh em hiểu biết và quan sát á, thì có lẽ ngay tại đất nước này sẽ không có cái tình trạng mà bắt lại những chú chim phóng sanh này. Em thấy con chim nó bay rất là nhanh đúng không? Dạ. Có thể nói thì những cái chú chim á, khi mà bị bắt vào trong những cái quán nhậu á, anh Hồ, hoặc là những cái quán ăn á, thì sẽ trở thành một cái món rất là ngon. Bởi vì cái món chim sẻ gần như là một cái đặc sản của những ai mà sành ăn nhậu rồi đó. Cho nên là có thể là những cô này mua những cái chú chim từ đó để cứu ra. Còn cái tình trạng mà bắt lại chim phóng sanh để bán thì em chưa có nghe ở đất nước Lào. Nhưng mà em thấy là hai con chim bay đi mất tiêu luôn. Dạ. Chim nó rất là khỏe mạnh á. Thôi bây giờ mình ra đây, một cái khu tượng khá là chắc có lẽ khá là linh thiêng tại đất nước Lào. Mình có bắt gặp hình ảnh là năm vị khách Tây. Quay chú con. Ơi, chào lại lại. Thank you. Ở đây có một cái chuông khá là to. Một cái tượng Phật khá là lớn được đặt xây dưới chân một cái dưới gốc một cái cây bồ đề. Và đây là một cái cô người Lào mới vừa cầu nguyện một cái điều gì đó thì sau đó cô lại một cái chuông, cô lại vuốt vào một cái chuông to như thế này. C'est la porte qui frappe. Là mình nói lịch sử đó. Dạ. Bà nhóm đem đứng ngay phía trước của một cái cây bồ đề này có tuổi đời khá là lớn. Mong thì cô bác anh chị mọi người thấy được cái hình ảnh này sẽ là hoan hỷ ha. Tiếp tục tập cảnh và chia sẻ về một cái cảnh rất là hoan hỷ và rất là linh thiêng ở tại nơi này. Ở đây thì em chỉ cần xá thôi và việc đốt nhang rất là hạn chế và người ta chỉ đốt đèn cầy thôi. Em thấy có những cái cây nhang không á. Đúng rồi. Ha, anh em mình xá đi ha.
hình ảnh hai Phật tử người Lào đang thắp hương khấn vái một điều may mắn nhân nghề gặp dưới một cái tượng Phật dưới gốc cây Bồ đề như thế này. Cây Bồ đề này lại gửi nó một trùm lên cái tay của Ngài Đức Phật luôn. Và theo ước tính thì tượng Phật này có ở đây cũng khá là lâu đời. Và đặc biệt là có phải rằng là tượng Phật đặt đây có trước thì cây Bồ đề mới trồng ở đây luôn hay không? Đó cũng là một cái câu hỏi khá là lớn được đặt ra cho hai anh em. Nhưng dù sao nước Lào cũng là một cái nước quốc đạo theo đạo Phật. Thì đây là một cái duyên lành của hai anh em được gặp tại nơi này, được chia sẻ cái phim này cho cô bác quý anh chị hiểu rõ hơn về tín ngưỡng Phật giáo ở nơi này. Rất mong để video này sẽ mang cho đến cô bác quý anh chị một cái phước lành. Đất nước Lào là một cái đất nước vạn tưởng, hay còn gọi là đất nước triệu voi, nên ở dưới chân của Đức Phật cũng có hình hai chú voi đó. Hai chú voi ở tại chỗ này đó. Người Lào thì tỏ vẻ khá là thân thiện luôn mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên kia ha. Tại sao thì khi bạn này cúng bái xong thì vuốt cái tay vào cái tiếng cái chuông này, vuốt càng nhanh thì cái tiếng chuông này nó âm thanh nó vang càng lớn. Sao anh không? Có nghĩa là bạn này sau khi cúng bái xong hai cái tay chà thật nhanh vào cái chuông này thì phát ra âm thanh càng lớn. Đây em có thể làm thử đi. Vậy hả? À đúng rồi. Nãy giờ thấy mọi người đến đây để gõ vào trong cái không phải vỏ mà vuốt vuốt hai cái tay thật nhanh vào. Hả? Ừ. Nhưng mà cái này cũng không phải là cái chuông nữa anh Hồ. Cái này em đoán là giống như là cái chiên á. Cái chiên, cái cọng chiên. Cọng chiên. À chắc anh nghe nhầm. Người dân tộc. Dân tộc. Em vuốt mạnh vào thử coi, coi có tiếng chuông lớn không? Hai tay. Hả? Hai tay nhanh liên tục. Mình phải gõ chứ. Không, vuốt. Vậy là nhân chưa hiểu. Ở đây anh làm chưa? Không ạ, nhanh hai tay nhanh cùng một điểm. không phải thôi làm thử coi, em chưa hiểu. À có nghĩa là anh khá bất ngờ khi bạn đó vừa cúng xong thì bạn đó khấn nguyện vô cái chuông này như thế nào. Thì các hai anh em mình khấn nguyện mang một điều lệnh gì ha. Nhưng mà âm thanh này không kêu lớn giống như âm thanh lúc nãy bạn nữ kia vuốt. Mình cũng không hiểu như thế nào. Anh Hồ có nhầm không? Bởi vì ở đây có những cái đồ để mà mình gõ chuông nè. Không. Anh sẽ gõ vô một tiếng sau đó mình mới vuốt chứ. Anh không biết là có nhầm hay không, nhưng mà anh sẽ cho em xem lại cái thước phim tình cờ đó. Yeah. Ở đây thì em thấy là có hai cái cây để mà mình gõ nè anh Hồ. Không biết là dùi nào luôn nữa. Không biết gõ sao cho đúng đây.
Rồi em vuốt thử coi kêu không. Ủa sao không có tiếng gì trơn vậy? À, em cảm nhận được là như thế này nè anh Hồ. Khi mà mình gõ vào á thì cái dao động của cái chiên này á nó tạo khắp cái này nè. Và khi mình vuốt vào mình giữ cái dao động đó. Còn khi em ngưng vuốt là nó sẽ ngưng. Đúng rồi. Anh Hồ có thể thử cái này. Anh Hồ hãy gõ vào trước cho cái này nó dao động hết lên như nè. Cái anh Hồ vuốt như vậy nó sẽ dao động hoài à. Thôi mình cũng đã làm một lần rồi. Thì đây là một cái sự linh thiêng của người tín ngưỡng, theo tín ngưỡng của người Lào á. Dạ. Nên là nữ nếu có hữu duyên thì gặp những Phật tử người ta sẽ làm mình, anh em mình sẽ chia sẻ thêm ha. Dạ. Đây là những cái chiên nhỏ. Ừ. Có lẽ bây giờ em sẽ chia sẻ tiếp với mọi người về pho tượng rất là đặc biệt. Nhìn tổng quan thì cái chiều cao của pho tượng này thì nó khoảng 5 mét không nhân? Đúng rồi anh Hồ, nếu như tính luôn cái chớp của vị Phật á, cái mão ở trên thì chắc là khoảng 5 mét á. Đúng rồi. Nhân có để ý những cái vật phẩm mà các Phật tử đến đây cúng không? Đó gồm có bông vàng thọ, các hình lá chuối được thắt lại đó. Rồi những cái chai nước ngọt nè. Anh không hiểu một điều là cái cây bồ đề này với lại tượng Phật ở đây thì cái nào được đặt trước? Cây bồ đề được trồng trước, tự mọc hay là tượng Phật ở đây có trước? Tại vì anh thấy là cây bồ đề mọc lên cái cánh tay của tượng Phật kìa. Dạ, rất là bí ẩn đúng không? Ừ. Và ở đây là hai cây bồ đề á anh. Đúng rồi. Hai cây này riêng rẽ với nhau. Cây này thì chắc có lẽ là có trước nè, bởi vì cái gốc quá là cổ thụ rồi. Cây này thì có phần nhỏ hơn. Và cái bộ rễ với lại cái phần đất á là nó đã đan xen lên cái bức tượng Phật luôn rồi. Anh có thể đi vòng ra ngoài sau cũng có những cái cảnh rất là hay. À. Bây giờ thì Bùi Hồ sẽ đi vòng vòng ra ngoài sau nha cô bác quý anh chị. Để mình cảm nhận cho cô bác quý anh chị thử như thế nào. Ở đây có những cái tảng đá. Ở đây là cánh tay của Đức Phật và một cái áo. Ở đây thì ghế cây bồ đề mọc xuyên qua cái phần tay của Ngài luôn, của bức tượng luôn. Có cây một cây bồ đề còn mọc ở đây. Ở trên cổ của Ngài thì có một cái sâu chuỗi. Không chỉ có hai cái bồ đề ở đây. Đây người ta gọi là cũng có thắp nhang cúng ở như thế này nè. Có một bàn Phật tử này đang mang lợi vật đến đây để cúng. Ở đây có những cái tờ tiền 2.000. Anh Hồ có thấy là ở những cái phẩm vật mà mọi người cúng á, thì là có tiền nữa. Đúng rồi. Trong đó thì có tiền kiếp á, tức là đồng tiền của Lào, thì có mệnh giá là khoảng 2.000. Đúng 2.000 kiếp á nha. Dạ. Và sau khi cúng xong thì tất cả đều nằm lại ở đây nè. Hình như là không có ai lấy đi hết á anh Hồ. Đúng rồi. Cũng hữu duyên là hôm nay em về lại đất nước Lào á, thì cũng ngay dịp lễ gầm tháng 10 âm lịch. Yeah. Một cái lễ hội gầm lớn trong Phật giáo. Tiếp tục thì có một chị Phật tử khác cũng mang đến đây một năm không một cúng. Để có những cái vật phẩm cúng, như để có những cái vật phẩm để cho các Phật tử đến đây cúng cũng như là cầu mong sự bình an á, thì ở bên đây có một cái khu gọi là bày bán những cái vật phẩm đó. Thì bây giờ Bùi Hồ mời các bác quý anh chị qua đây ha. Xin vào đi. Một cái như thế này gồm có nước nhang với lại nước ngọt với lại hai cái phần này. Ở bên đây thì đẹp hơn, chắc có lẽ là giá tiền sẽ cao hơn. Ừ.
để có được những cái này thì các cụ bà ở đây phải ngồi rất tỉ mỉ như thế này nè. Xin phải đi. Dạ xin phải đi. Dạ. Ở đây rất là đẹp luôn à. Những cái lá chuối các cụ bà thắt rất là khéo tay ha. Ở trên này có một cái bông nhỏ nhỏ xinh xinh. Dạ. Những bên chị Hai mới á. Việt Nam. Dạ. Các cụ bà ở đây cũng rất là dễ thương. Ở Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Dạ. Nô Lào. Chắc có lẽ là công để mà làm nên một cái vật phẩm á để mà cúng lên ngài. Ây da, con chó. Đẹp. Đẹp. Đẹp quá. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Bà phải làm từng cái công đoạn rất là tỉ mỉ luôn á. Dạ. Dạ. Các bà ở đây rất là vui. Và đã có được cái hình như thế này thì có bà cụ bên kia đang thắt lá chuối, còn bà cụ này thì sẽ đôm này vô đây cho con coi. Dạ. 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 Bà cụ nói là à. Đây, bà cụ này mới thắt cuộn tròn tròn lên nè. Bố hãy du già không vào đường khẩu. Ở ngoài này cũng vậy. Cái không khí ở đây thì ra khá là trong lành. Đang đi để phân hai mua ở khẩu bom. Ở đi nhà đi. Xin đi. Dạ. 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 Việt Nam. Dạ. Hôm nay thì chia sẻ với đoạn clip này cho cô bác quý anh chị đấy. Dạ. Việt Nam, Việt Nam. Việt Nam đẹp. Đẹp. Việt Nam đẹp lắm. Đẹp lắm. Hồ Chí Minh. Mùa đây. Đây đẹp lắm. Đây đẹp lắm. Dạ. Ngắm lại. Chỉ có điều đáng tiếc là thì Bùi Hồ không có biết được cái tiếng Lào nhiều để mà giao tiếp với là cô bác quý anh chị cũng cô bác ở đây. Ơi, chắc có lẽ là chia sẻ bao nhiêu đoạn clip đó thì cô bác quý anh chị sẽ hiểu thêm về một cái nét đẹp của người Lào đối với tín ngưỡng đối với Phật giáo với hữu duyên với lại đất nước Lào, chia sẻ cho cô bác quý anh chị thêm về Phật giáo, một cái tôn giáo đạo của Lào. Và hôm nay thì tình cờ lại gặp một cái tượng Phật trên cái đoạn đường đi về Vạc Phu, đền Vạc Phu của Chăm Ba Sát Lào, thì Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về đoạn clip này. Thì rất mong video clip này sẽ mang cho cô bác quý anh chị một điều gì đó bổ ích, hay và hấp dẫn ở đất nước Lào. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị.